Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ trả lời tư vấn cho một em. Em hỏi với tôi về quy định về luật hôn nhân và gia đình. Hôm nay thì tôi cũng thông qua cái trả lời của em thì tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn và định hướng cho những cái hồ sơ các anh chị và các bạn mong muốn được ly hôn, hiểu thêm những cái quy định pháp luật hiện hành đối với việc ly hôn. Em hỏi như thế này, em và chồng em không ở cùng nhau. Trước đây em và con em đã nhập hộ khẩu về dưới, nhưng em yêu cầu chồng đưa sổ hộ khẩu để em lấy giấy tờ thì gia đình chồng không đưa, em kêu tách hộ khẩu cho em thì cũng không chịu. Vậy bây giờ em phải làm sao? Em không có giấy tờ thì làm sao ra tòa ly dị? Chị tư vấn cho em. Bây giờ chị tư vấn cho em và cũng là tư vấn cho các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Một cái hồ sơ ly hôn thì gồm có những cái thủ tục gì? Thứ nhất rằng trong hồ sơ ly hôn chúng ta phải có giấy chứng nhận kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn bản chính hoặc bản sao. Nếu trong trường hợp em có giữ bản chính quá tốt. Nếu em không có giữ bản chính thì em nhớ lại cái năm em làm giấy chứng nhận kết hôn. Ví dụ giống như tôi là tôi làm giấy chứng nhận kết hôn vào năm 2004 và tôi làm tại cái nơi mà tôi đăng ký hộ khẩu thường trú là ở Củ Chi. Như vậy trong trường hợp của em, nếu em chưa bị một bên giữ đó, ông chồng giữ hay gia đình chồng giữ, thì em hãy đến trích lục tại tư pháp của xã nơi mà em và chồng em đã đăng ký kết hôn. Mình nhớ lại thôi, mình đăng ký kết hôn vào năm nào và năm đó thì mình sẽ đến cái nơi mà mình đăng ký kết hôn, gọi là trích cái bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Đó là điểm đầu tiên em nhé. Thứ hai, đó là nếu trong trường hợp em có con chung thì con trên nguyên tắc con dưới 18 tuổi thì chúng ta phải liệt kê tất cả các con bằng giấy khai sinh. Thì nếu trong trường hợp chúng ta giữ cái giấy khai sinh của con thì quá tốt. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta bị thất lạc, chúng ta không có giữ bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh của con thì chúng ta cũng làm động tác đó. Nếu khai sinh của con được thực hiện ở đâu thì mình về đó, mình trích sao giấy khai sinh, trích sao giấy khai sinh và bản sao để nộp cho tòa. Vấn đề thứ ba nữa, tôi cho rằng nó nằm trong cái vấn đề thứ ba, đó là chứng minh nhân dân và hộ khẩu, chứng minh thư, nói chung là những cái giấy tờ để xác nhận chủ thể của nguyên đơn là bằng chứng minh thư, chứng minh nhân dân, giấy chứng minh trong làm trong quân đội cũng được. Thì chứng minh nhân dân thì lúc nào người ở bên người rồi. Vấn đề thứ hai nữa là hộ khẩu. Em trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái hộ khẩu bản chính, chúng ta đang giữ những giấy tờ bản chính thì chúng ta sẽ đi đến Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn hoặc đến phòng công chứng để chứng thực bản sao. Vậy nha, trong trường hợp của em cho rằng là em đang ở nơi thường trú của ba mẹ em và sau đó em về dưới nhà của cái nơi mà ông xã em đang cư trú đó, em nhập hộ khẩu và khó khăn quá, bên gia đình chồng, ông chồng không đưa, thì em sẽ làm một cái đơn xin xác nhận. Trong nội dung đơn xin xác nhận, em xác nhận rằng em có hộ khẩu tại cái nơi đó.
Ví dụ như tôi cho rằng là nếu như tôi đã chuyển hộ khẩu về công an của xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thì bây giờ tôi sẽ đến công an xã Tân Phú Trung, tôi làm một cái đơn xin xác nhận. Đơn thì đơn giản thôi, em chỉ làm đơn chủ thể là cái người đứng đơn, thông tin của em. Sau đó em sẽ trình bày rằng em và ông xã em đã kết hôn, trong quá trình chung sống thì không có thể tiếp tục được vì mâu thuẫn, và em quyết định em ly hôn. Nhưng do em không thể cung cấp vì do là ông chồng em giữ hoặc là gia đình chồng giữ cái hộ khẩu, thì nay em làm đơn xin xác nhận. Chị Thu lặp lại nhé, tôi làm đơn này xin xác nhận tôi là Nguyễn Thị A, có đăng ký hộ khẩu tại số phường, địa chỉ, tổ ấp. Kính mong quý công an xác nhận tôi có hộ khẩu tại đó. Và em nộp toàn thôi. Bây giờ rút lại trong cái tư vấn về việc những cái hồ sơ mà chuẩn bị ở tòa em nhé. Trong hồ sơ chuẩn bị ở tòa thì nếu trong trường hợp em tải một trên mạng cái đơn ly hôn cũng được, hoặc là em đến cái tòa nơi mà ông xã em đang cư trú và em xin cái mẫu đơn, hoặc thậm chí nếu em có một cái điều kiện hơn thì em sẽ đến một cái văn phòng luật sư nào đó và em hỏi cái giá, họ sẽ cung cấp cho em cái giá và họ sẽ làm giúp em một cái số công đoạn như thế nào đó với một cái mức phí, và em chấp nhận được thì thỏa thuận. Còn nếu như trong trường hợp em không biết nữa thì em sẽ đến cái tòa án nơi ông xã em đang cư trú và em cầm theo những thông tin. Hồi nãy tôi nói rồi đó, có 3 loại chứng từ mà tôi cho nó là 4 loại đó, nhưng mà bây giờ mình theo cái cách tính của tôi, nó là 3 loại chứng từ. Cái chứng từ thứ nhất là chúng ta sẽ là giấy chứng nhận kết hôn, bản chính cũng được, bản sao cũng được. Nếu không có thì mình sẽ đi bản sao tại cái nơi mình đăng ký kết hôn. Cái thứ hai nữa đó là nếu các bạn có con mà dưới 18 tuổi, cách tính tuổi như thế này quý vị và các bạn. Nếu con quý vị và các bạn sinh ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 con quý vị và các bạn đã đủ 18 tuổi, và theo quy định của pháp luật con 18 tuổi thì không còn phải có sự cấp dưỡng trực tiếp nuôi hoặc là trợ cấp gì hết. Cho nên nếu như trong trường hợp con của quý vị và các bạn dưới 18 tuổi thì buộc lòng quý vị và các bạn phải liệt kê đứa thứ nhất, đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm, đứa thứ mười. Vui thôi quý vị và các bạn. Hiện tại thì nhà nước cũng đã khuyến khích cái chương trình gọi là sinh một đến hai gái trai đều đủ nuôi để sinh con, để nuôi dạy con được tốt hơn. Giấy khai sinh rồi nha quý vị và các bạn. Thứ ba đó là khi quý vị và các bạn chứng minh nhân dân và hộ khẩu, hai cái điều đó sai. Nếu quý vị và các bạn không thể cung cấp được cái hộ khẩu thì chúng ta sẽ đến cái nơi mà chúng ta đăng ký hộ khẩu, chúng ta làm một cái xác nhận tôi là A, có đăng ký hộ khẩu tại nơi này, và kính mong quý công an nơi đó xác nhận giúp tôi có đăng ký hộ khẩu tại nơi này. Số đường, phường, xã, huyện, quận. Và sau khi được có cái giấy xác nhận thì chúng ta hợp pháp khởi kiện ở tòa. Cũng cảm ơn em
đã gửi lời tư vấn cho tôi để tôi có một cái nguồn động lực để mà tư vấn cho tất cả một số bạn đang có nhu cầu ly hôn trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Vì nếu như trong trường hợp không có những cái câu hỏi của em thì tôi cũng rất là khó khăn trong việc chuyển tải những cái tình huống cụ thể dễ dàng đến quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, với mong muốn là kết nối những cái thông tin cơ bản nhất đến quý vị và các bạn, và mong muốn rằng cái kết nối này sẽ lâu dài hơn nữa. Và nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì làm ơn luôn đó, bỏ dấu dùm. Tôi không thể đọc được những trường hợp mà không có dấu. Thậm chí có những trường hợp làm sao tôi có thể hiểu được hết nếu quý vị và các bạn không thể nói qua lời bằng lời. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn dành thời gian khoảng khung giờ từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng hàng ngày để cho quý vị và các bạn gọi điện thoại tư vấn miễn phí đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Vào cái khung giờ đó, nếu trong trường hợp ngày nay tôi không thể bắt máy được thì có thể quý vị điện vào ngày mốt, từ thứ hai cho tới thứ bảy. Quý vị và các bạn muốn gọi giờ nào, muốn gọi cái khung giờ từ 8 giờ tới 9 giờ sáng, và nếu được thì quý vị và các bạn hãy gửi cái thông tin đến bằng Zalo, bằng Facebook, bằng YouTube, bằng bất cứ một cái phương tiện nào miễn phí, có phí đều được. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa mong một sự kết nối giữa tôi và các bạn để hơn 90 triệu dân người Việt Nam hiểu thêm kiến thức về luật Việt Nam, mà đặc biệt là những cái quy định pháp luật thiết thực trong đời sống. Xin trân trọng cảm ơn.